Tử vi tuổi Ất Mão 1975, 6 tháng đầu năm 2021, sức khỏe kém. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những các bác tuổi Ất Mão, mệnh thủy có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, tinh hoa phú quý. Dù vẻ bên ngoài vô tư, lạc quan nhưng đôi lúc người này cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội. Vì thế tuổi Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Ất Mão 1975 trong năm 2021, 6 tháng đầu năm, có ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Điểm nổi bật trong tử vi Ất Mão 2021 là sự ổn định xuyên suốt vận trình năm, sự nghiệp yên ổn, chờ thời đến để bứt phá, sức khỏe thế nào. Quý vị có thể hiểu rõ hơn về tuổi của mình để có thể tránh được những điều xấu, tăng vận mệnh tốt, thì video ngay sau đây sẽ có đầy đủ thông tin về tuổi Ất Mão 1975 trong 6 tháng đầu năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Các bác tuổi Ất Mão sẽ không phải chịu tác động trực tiếp đến từ thái tuế, nên chủ yếu là một năm bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên, các bác có gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Vì vậy, các bác luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, đừng nên lơ là kẻo bị tụt hậu so với lớp trẻ. Bên cạnh đó, nhờ có thiên quan trợ lực, công việc của các bác dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Vì vậy, nên chú trọng tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hễ đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Do có thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, các bác có thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh, vì thế cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên. Các bác cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh cháy túi. Còn các bác làm đầu tư kinh doanh, tốt nhất không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào guồng, nhưng các bác đừng vì thế mà chủ quan khinh suất. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn của các bác tuổi Ất Mão thì nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nên đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Sau đây là một vài đánh giá tổng quan tử vi tuổi Ất Mão. Thứ nhất, về công danh, sự nghiệp. 6 tháng đầu năm cho thấy công việc của các bác tiến triển đều đặn, nhưng khó có những bước phát triển nhảy vọt. Các bác cần kiên trì tiếp tục những việc đang làm, chớ nên vội vàng. Các bác cần suy nghĩ tích cực, học hỏi để trí tuệ mở mang, từ đó sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Các bác làm kinh doanh, sản xuất cũng chớ nên vội vàng mở rộng quy mô, nếu không sẽ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý, thậm chí là bị lừa gạt. Thầy phong thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, các bác nên mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Về tiền bạc và tài chính, sau tháng đầu năm, hầu như nguồn thu nhập chính không biến động mạnh do ảnh hưởng khách quan của thời vận nói chung và do bản thân chưa thực sự tham vọng, chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Các bác đừng nên nhẹ dạ cả tin,
cũng không nên lừa đảo, lật lọng người khác để mong kiếm tiền nhanh chóng. Tài chính của các bác nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm, nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những ai đầu tư hoặc buôn bán. Sau tháng đầu năm nay, các bác sẽ có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỷ, cho con cái học hành, đi du học, du lịch, khiến tiền bạc trồi sụt, có lúc suy không, tài chính nhiều bất ổn. Rất cần có khoản tích lũy từ trước, nếu không có, cuộc sống đôi khi cũng bế tắc. Thầy Gia Cát khuyên các bác muốn tăng vận may, may mắn, cải mệnh của các bác tuổi Ất Mão nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh, sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiếu cát lành cho các bác. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ bản thân trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên và gia đạo sau tháng đầu năm Tân Sửu, các bác tuổi Ất Mão vẫn có vận đào hoa nhất định, nhưng không nhiều. Nếu vẫn còn độc thân thì khó nên duyên với người khác. Còn các bác đã có gia đình sẽ có một năm bình yên, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên nếu có mâu thuẫn, các bác nên bình tĩnh, trò chuyện để giải quyết mọi vấn đề bất đồng, chứ không còn quá cân nhắc như trước. Tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Lời khuyên từ thầy dành cho các bác nên đeo vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư về sức khỏe, các bác tuổi Ất Mão có sức khỏe tốt, tuy nhiên vẫn nên có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất, chủ động thăm khám để phòng ngừa bệnh tật, nên sức khỏe trong tầm kiểm soát. Cùng với đó, các bác phải luôn giữ được bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, vì điều đó sẽ khiến bản thân bị thương. Để tăng sự may mắn, các bác nên mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Ất Mão, dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đây sẽ là dự báo vận hạn dành cho tử vi Ất Mão 1975 năm 2021 vào 6 tháng đầu năm để quý vị cẩn trọng trong mọi việc sắp tới. Thứ nhất, tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm 2021, các bác tuổi Ất Mão sẽ không phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn. Các bác vẫn có thể phát huy phong độ của mình một cách ổn định và xử lý những công việc quen thuộc rất thuận lợi. Có thể với nhiều người, cuộc sống bình lặng như vậy là rất nhàm chán. Tuy nhiên, các bác tuổi Ất Mão lại rất hài lòng với cách bắt đầu năm mới như thế này. Vì không phải chịu đựng nhiều áp lực nên các bác có thể giữ trạng thái tinh thần thoải mái và tích cực nhất để đón chào năm mới. Tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, tình hình tài chính của các bác dễ xảy ra vấn đề do có hung tinh chủ về hao tổn tiền bạc xuất hiện. Tiền lương, tiền thưởng không có nhiều biến động, nhưng các bác lại phải chi tiêu cho rất nhiều vấn đề bất chợt xảy ra. Nếu các bác không lên kế hoạch chi tiêu chi tiết ngay từ đầu thì rất dễ rơi vào cảnh thiếu thốn. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của các bác tháng này khá ổn định. Các bác luôn giữ được tinh thần hăng hái và sức khỏe dồi dào mỗi khi bắt tay vào công việc. Vấn đề đi lại cũng được bình an, thuận lợi. Nếu phải đi xa, các bác cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Vận thế của các bác tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch khá ổn định. Cả sự nghiệp và tài lộc đều có những bước tăng tiến tích cực. Các bác hãy cố gắng hết mình trong khoảng thời gian vừa qua, thậm chí có cơ hội thăng chức, tăng lương. Chuyện kiếm tiền của những người làm ăn, kinh doanh cũng khá thuận lợi trong thời điểm này. Người làm đầu tư có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem lại khoản tiền lãi triển vọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong tháng này mà các bác phải nhớ là hãy nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt. Tháng 4 âm lịch. Đối với các bác tuổi Ất Mão thì tháng 4 âm lịch không được thuận lợi bằng khoảng thời gian trước đó. Các bác sẽ phải đối diện với nhiều áp lực công việc hơn. Sau áp lực đến có thể bởi vì các bác đang nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Các bác nên cố gắng thật nhiều để khẳng định bản thân, đừng vội bỏ cuộc nếu mọi việc không như ý. Nếu có vấn đề xảy ra,
các bác nên chủ động trao đổi và thảo luận với mọi người, đừng tự tìm cách giải quyết trong yên lặng. Tình hình sức khỏe của các bác cũng không được tốt cho lắm vào thời điểm này. Nhiều công việc đổ dồn đầu khiến các bác luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên các bác hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức. Tử vi tháng 5 âm lịch. Điều mà các bác tuổi Ất Mão cần chú ý trong tháng này là vấn đề sức khỏe. Do hung tinh chiếu mệnh sẽ mắc các bệnh cấp tính khiến tinh thần đi xuống, không có điện, không có đủ sức khỏe để làm việc. Khi di chuyển trên đường, các bác cũng cần tập trung chú ý, không cố tình vi phạm các luật lệ giao thông khiến tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ, Mão Ngọ tương phá khiến các mối quan hệ của các bác cũng dễ xảy ra vấn đề. Các bác cần chú ý cách cư xử của bản thân, chớ vì nóng này mà nói ra những lời tổn thương người khác, gây tác động xấu đến công việc. Thứ 6, tử vi tháng 6 âm lịch. Tuổi Ất Mão gặp khá nhiều điều thuận lợi trong tháng 6 âm lịch. Các bác luôn tập trung vào nhiệm vụ được giao nên luôn hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo giao phó. Ngoài ra, các bác cũng chủ động xông pha, nhận thêm những công việc khó khăn mà nhiều người chối từ. Sự chăm chỉ, nhiệt tình đôi khi có thể khiến các bác cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như vậy, các bác nên dừng lại và nghỉ ngơi một chút, không nên tự bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, quý gia chủ có thể tìm được người như ý nếu còn đang ở trạng thái độc thân. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Ất Mão trong vận trình cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của tuổi Ất Mão. Đối với các bác nam tuổi Ất Mão, trong thời điểm sau tháng đầu năm 2021 sẽ bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư viện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4. Tuy nhiên, bác lại gặp phải hạn ngu mộ. Hạn ngu mộ chủ về hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ chủ. Chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ chủ về tài bay, vạn gió, phòng mất của. Tránh mua đồ không có hóa đơn. Còn đối với các bác nữ thì trong khoảng thời gian này sẽ gặp phải sao Vân Hớn. Gặp sao này chiếu mạng, công việc ở mức trung bình, các bác sẽ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi là vào các tháng 2 nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Không như vậy, các bác còn gặp phải hạn ngu mộ, hạn này chủ về hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ chủ về tai bay, vạn gió, phòng mất của. Tránh mua đồ không có hóa đơn. Thứ hai, luận hung căn niên vận sau tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác có sao Lưu Hà và Tăng Môn gây bất lợi cho sức khỏe, gia đình có tang chế, đề phòng mạn sông nước. Cung tam hợp có các sao Mã, Thiên Mã. Cung tam hợp có các sao Thiên Mã, Đại Hao, Tuế Phá, Điều Khách, báo hiệu một thời gian dài dịch chuyển nhiều, vất vả, có dấu hiệu hao tài, gia đình các bác không yên vui. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các tinh Lộc Tồn, Hàm Trì, Giải Thần, phượng các tốt cho nhân duyên và tài lộc. Những hung tinh Phi Liêm, Bạch Hổ và Thiên Quan gây hại sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ, phải đồng chạm giao kéo hoặc họa thị phi quan trọng. Nhìn chung các bác tuổi Ất Mão 1975 sẽ trải qua 6 tháng đầu năm Tân Sửu không có quá nhiều biến động xấu hổ với các bác tuổi Mão. Nhưng đôi khi, sự bình ổn lại kéo tuổi Mão tụt về phía sau, làm nản tinh thần và ý chí phấn đấu cho sự nghiệp cũng như công việc làm giàu. Bởi vậy, nếu có thể, hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu, lâu bền. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất về phong thủy vô cùng bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.